Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình hướng dẫn tất cả các bạn rút tiền một cái dự án nhận 25 token Coco đối với sàn Qwak kèo ngon các bạn. Làm cái video này mình có để phần link mô tả ở dưới nữa các bạn. Để rút được thì các bạn click vào cái nhóm chat của nó, mình có để một cái link nhóm chat của nó cho các bạn. Sau khi các bạn click vào một cái link nhóm chat nó, các bạn bấm vào chỗ này nè các bạn. Các bạn nên rút liền các bạn, rồi các bạn bấm vào các bạn. Bấm vô anh vào Phan, các bạn chờ mình chút nha. Rồi sau khi các bạn vô anh vào, các bạn bấm một to verify invite trên cái bảng thông báo nè các bạn. Các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Phan, các bạn chờ một chút nha. À, thì cái máy sáng đứng. Rồi bạn copy cái địa chỉ này các bạn để xác nhận cái tài khoản thật bạn mới có thể rút tiền các bạn. Vì rút tiền này nó có thể nó sẽ vào ngày 17 các bạn vào rút liền các bạn. Sau khi các bạn rút xong các bạn gỡ cho nó, các bạn chụp màn hình rồi gỡ lên như vậy nè các bạn. Gỡ trong nhóm group này các bạn. Đây để mình gỡ các bạn. Sau khi các bạn copy con chắc này, các bạn bấm vào 1 cent nha các bạn. Rồi các bạn bắt từ đây gỡ cho nó một token các bạn. Một token TDS. Rồi bấm match. Hôm bạn nào gỡ địa chỉ nào thì gỡ cái trang cái địa chỉ trên link đó nha các bạn. Rồi bạn bấm vào một transfer confirm nè. Bạn bấm vào password nha các bạn. Password mình share lại các bạn ơi. Rồi bạn bấm done nha các bạn. Sau khi bấm đơn xong các bạn nhấp vào một phần lịch sử này nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình để giúp mình các bạn. Ê, không phải chụp màn hình này không được, cái phần gỡ hồi nãy các bạn ơi, lộn rồi các bạn ơi. Các bạn nhấp vào một cái này các bạn, rồi bạn chụp màn hình chỗ này lên các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào trang ID one number. ID verify ID phan các bạn. Các bạn nhấp vào một chọn scan cho mình nha các bạn. Rồi, các bạn copy cái ID này giúp mình nha các bạn. Phan các bạn. Rồi các bạn copy cái ID này cho mình nha các bạn. Rồi các bạn copy xong nè. Các bạn trở về mình con bot hồi nãy nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn chờ chút Phan. Rồi các bạn gỡ cho nó nha các bạn. Các bạn nhắm một ảnh này nè. Rồi bạn gỡ lên nhóm group nữa các bạn. Các bạn bắt địa chỉ ID nãy giờ các bạn. Gỡ nữa. Rồi gỡ sao mà nó mất tiêu luôn ta. Các bạn gỡ vào cái nhóm do nhóm group nó không được thì các bạn qua gỡ vào nhóm cộng đồng của cô các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Thì mình chào tình hạn vào ngày 17 đó.